on the mic. Sao em không rap the A the OK? Yeah. Sao em không rap tin nhắn anh để anh ngồi chờ đợi mãi? Mặc dù Facebook của em thì chấm xanh, anh phải nhắc điện thoại lên xem mỗi khi nó sáng, nhưng mess vẫn vắng tanh. Tin nhắn duy nhất ở trên màn hình là của thằng bạn nó mắng anh vì anh cứ nhớ em, nhớ em, nhớ em. Làm sao để từ bỏ được thói quen nhắn tin mỗi đêm? Anh phải nhủ rằng mình phải cố lên, cố lên, cố lên. Nhưng sao mà anh đây số đen, số đen, số đen. Anh không phải là người trò chuyện mỗi tối và say good night. Khả năng cao anh nằm trong tin nhắn chờ vợ biết em say goodbye. Anh đã trồng cây si mê em mà sao em trồng cho anh cây bơ. Ông tơ bà nguyện cho anh dây định thay vì tô hồng dây tơ. Yeah yeah. Nhưng sao tin nhắn của anh mà em chỉ xin buổi trò chuyện kết thúc khi mà nó chưa kịp begin. Chẳng có gió đôi mắt em như chưa thấy gì. Dòng tin anh đã suy nghĩ rất lâu, mà sao em không quên, chẳng nói một câu. Dù đã tắt việc cây nhưng mà em vẫn muốn giấu. Anh đang em đi hết những mộng mơ để mà mơ về nàng. Nhưng em đưa anh bay lên chín tầng mây, được một lần chạm lên mái tóc và bờ môi nhẹ nhàng. Để mà khi mà nắm bàn tay, mà sao em vẫn chưa.